Gieo hạt giống thương yêu là một bộ sách siêu ấm áp và ngọt ngào với nội dung viết về tình cảm gia đình và bạn bè vô cùng gần gũi, với ngôn ngữ kể chuyện nhẹ nhàng, tình cảm và hình ảnh ngộ nghĩnh đáng yêu, là một món quà quý giá giúp nuôi dưỡng và vun đắp tâm hồn, nhân cách và trí tuệ cho trẻ trong chính ngôi nhà thân yêu của mình. Bộ sách gồm 8 tập, bộ 3 cuốn sách Mẹ yêu con mãi mãi, Mẹ yêu mọi thứ ở con, Bé con ngọt ngào của mẹ, là những tình cảm thiêng liêng mà mẹ dành trọn cho bé con. Con là tất cả tình yêu của mẹ. Có một điều mà con sẽ luôn luôn biết rõ, rằng mẹ sẽ yêu con mãi mãi. Con yêu. Với những bức tranh minh họa đẹp ấn tượng về mẹ và bé con cùng những câu chữ thân thương, cuốn sách đã tái hiện lên những khoảnh khắc thật ngọt ngào mà bất cứ người mẹ nào khi đọc cũng sẽ nhìn thấy như là chính mình ở trong đó vậy. Hai cuốn Mình là anh trai đấy nhé, Mình là chị gái rồi nhé, kể về niềm vui của gia đình khi có thêm em bé. Các anh chị lớn có thể cần thêm một chút thời gian, một chút chăm sóc dịu dàng để thích nghi và chào đón em bé. Hai cuốn sách là những món quà yêu thương tuyệt vời cho các gia đình khi chuẩn bị chào đón thành viên mới, với câu chuyện đầy ngọt ngào, diễn tả hoàn hảo niềm vui mừng và thương yêu của anh chị lớn chào đón em bé đến với gia đình. Cuốn sách Mình quý bạn nhường nào giúp nuôi dưỡng những tình cảm quý mến bạn bè trong bé. Bé yêu quý bạn biết nhường nào, để bé nói cho bạn nghe nhé. Bé yêu bạn như là biển rộng bao la, như yêu bờ biển với cát vàng trong nắng và như thế giới cổ đại, thấy yêu những chú khủng long biết nhường nào. 10 ngón chân nhỏ xinh là cuốn sách cực kỳ dễ thương với những bức tranh minh họa về những trò đùa nghịch cùng miệng, tai, mắt, mũi, tay, bụng, chân, sẽ giúp cho bé thật dễ hiểu về các bộ phận trên cơ thể của mình. Còn cuốn Chúc con ngủ ngon lại là một cuốn sách tuyệt vời để đọc cho bé trước giờ đi ngủ. Đến giờ đi ngủ rồi, nào cùng sẵn sàng ngay thôi. Mang theo gấu bông, bé thỏ, đánh răng, mặc quần áo ngủ, đọc sách rồi trùm thật kín chăn, tắt đèn, nhắm mắt và chìm vào giấc mơ tuyệt đẹp nhé. Cuốn sách là một món quà nhỏ để bố mẹ đọc cùng bé trước giờ đi ngủ, quà đó giúp cho bé có thể rèn được những thói quen tốt khi đi ngủ đó. Với những câu chuyện dễ thương và thú vị này, chắc chắn sẽ mang lại những giây phút vui vẻ cùng nhiều khoảnh khắc tuyệt vời cho bố mẹ và các em bé.